Hello anh em, lại là mình đây. Ở đây là Luân Đẹp Trai anh em nhá. Luân Đẹp Trai gọi là nhất tỉnh Hưng Yên luôn. Anh em nào quan tâm đến cửa hàng Audio 89 thì đến địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để có thể gặp được, gỡ được Luân anh em nhá. Đẹp trai nhất tỉnh Hưng Yên anh em ạ. Đẹp trai tiếng luôn anh em. Anh em lưu một chút được số điện thoại của mình vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại bạn Luân ở ngay bên cạnh là 0965673502. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Luân để biết thêm chi tiết về sản phẩm anh em nhé. Nhiều lúc anh em mà không mua hàng cứ xem video anh em nhé, cứ xem video mình ủng hộ mình, tại vì là mình nhiều lúc mình lên những cái video không phải mục đích để bán hàng mà nhiều lúc nó là cái truyền cảm hứng cho anh em thôi, truyền cái năng lượng cho anh em mình xem làm sao nó vui vẻ được thôi, không quan trọng những vấn đề khác anh em nhé. Bắt đầu sản phẩm của ngày hôm nay thì sẽ là cái đống đồ đây. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ trân trọng có những cái món quà để tặng anh em nhé. Đang đến mùa du lịch thì mình có hai cái túi, dòng túi chạy bộ anh em nhé. Túi này là túi nhỏ, bạn Luân bạn đeo thử vợ tới, đuôi đeo chéo luôn được. Mỏ, đeo chéo đẹp. Nó là túi da anh em nhé, con này thì là túi da thật luôn. Đây anh em nhìn đấy. Dòng túi chạy bộ, đi gọi là đi bộ đi biết thì rất là ok. Con này thì túi da, đây dòng da. Nó rất là đơn giản thôi, nó có 1 ngăn, 2 ngăn và 3 ngăn, 3 ngăn tất cả. Rồi, dây đeo thì nó cũng không phải dạng xuất sắc lắm, dây đeo nó là dạng bình thường thôi anh em nhé. Dây đeo rất là bình thường đúng không? Ok, luôn tháo ra tôi cái. Thì hôm nay đây sẽ là những cái món quà mình tặng cho những anh em nào mà mua đơn hàng có trị giá trên 1 triệu là đã tặng quà rồi anh em nhé. Trên 1 củ là sẽ có quà tặng cho anh em. Và đây là hai cái món quà này. Bình thường những cái này nó rơi vào khoảng tầm 300.000 một cái và mình sẽ tặng cho anh em. Duy nhất trên video này anh em nhé. Ở những video khác mà anh em mua mà đòi tặng là không có đâu. Chỉ những cái sản phẩm trên video ngày hôm nay có giá trị trên 1 triệu là sẽ được tặng quà. Đây. Và một trong hai, và chỉ có hai người đầu tiên thôi nhá. Chứ không anh em nào mà mua rau và bảo là mình phải tặng được tặng cái này cái kia thì anh em hết sức thông cảm, tại vì số lượng nó chỉ có hai thôi. Và chắc chắn là sẽ được tặng anh em nhá. Anh em nào mua được tặng, mình đã nói là mình làm chứ không phải là mình không làm đâu. Đấy. Rồi. Thì bắt đầu vào những sản phẩm ngày hôm nay, đầu tiên mình giới thiệu với anh em là hai chai nước hoa anh em nhá. Ok chưa? Đầu tiên sẽ là chai nước hoa dòng 212, dòng VIP anh em. 212. Dòng rất là VIP anh em nhìn đây đây. Rồi 212 VIP luôn. Nó là cái bản limited anh em nhé. Bản limited nên là nó sẽ có cái màu vàng chết chuyện này. Phía sau thì anh em sẽ nhìn thấy dòng nước hoa này, dòng nước hoa EDP Made in Spain anh em nhé. Nó là dòng chuẩn của Tây Ban Nha. Đấy, dòng chuẩn của Tây Ban Nha. Và cái lô này về thì con này khá là đẹp, dung tích của khoảng tầm 98 ml. Mùi thì cực kỳ đàn ông nam tính, được cái dòng này nó là dòng cho nam anh em nhé. Mùi là cực kỳ mịn màng. Mình phải dùng từ mịn màng tại vì mùi nó thơm và nó mịn mịn ấy. Rất là ok. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Con này hiện tại thì bình thường cửa hàng sẽ bán 1.200.000. Và mình con này không có nắp anh em nhé. Mình để cho anh em giá một củ cho. Một củ cho. Đấy. Tiếp đến đây thì sẽ là cái dòng nước hoa của thằng Dior. Con này là con Midnight Poison, một trong dòng nước hoa cực kỳ thơm và mát mẻ. Dòng này là dòng mát mẻ anh em nhé. Dòng này là dòng chuẩn dùng mùa hè luôn. Tại sao nhìn vào anh em đã biết là nó chuẩn mùa hè rồi đúng không? Con này thì anh em sẽ nhìn thấy dòng nước hoa cũng là EDP, bám hương cực kỳ dai. 100 ml và made in France, hàng của Pháp anh em nhé. Dung tích thì còn khoảng tầm 98-99%. Và cái mùi này nam nữ dùng đều được. Mùi nó hương nó kiểu hơi độc lạ một chút anh em nhé. Mùi nó đúng cái kiểu mà hít vào đúng mùi nhà giàu luôn, hơi độc lạ một chút. Chị em nào mà thích cái mùi độc lạ thì hãy mua chai này. Và hiện tại chai này mình đang để cho chị em giá bao nhiêu? Chai này hiện tại mình đang để cho chị em giá là 1.500.000. Nhưng mình sẽ bớt 200.000 cho chị em, còn 1.300.000 nhá. 1.300.000. Con này unisex, nam nữ dùng đều cực kỳ thơm. Đấy, nhất là ông nào mua tặng vợ được, con này cũng không có nắp đâu. Rồi. Đấy là hai chai nước hoa. Tiếp đến đây là sẽ là series hai cái túi da, anh em nhìn đấy. Mình giới thiệu hai túi da cho anh em, luôn tìm cho tôi kích thước để từ đó kích thước cho anh em. Tại vì hai con kích thước bây giờ mình sẽ quay cho anh em để anh em nắm được là hai con kích thước to bé khác nhau anh em nhá. To bé khác nhau, đầu tiên là con túi bé đi. Đây. Túi bé anh em nhìn đấy. Nó cao khoảng tầm là 23 cm anh em nhá. Đấy. Và chiều ngang sẽ là 19 cm. 19 cm. Đấy, ok chưa? 19 cm. 19 cm. Và với cái chất da bò anh em nhá. Với chất da bò anh em sẽ nhìn đây đây. Da bò này là da bò nguyên miếng mà được tuyển chọn rất kỹ càng anh em, để nhìn cái thớ da nó cực kỳ đẹp.
rồi thấu ra cực kỳ đều. Và tất cả những cái dòng túi hãng anh em nhé, dòng này là dòng túi của hãng, nó thanh lý và nó ở bên Nhật ấy, nó chưa dập logo thôi, và bên mình đã thu gom được một ít, nói chung là cũng đủ để phục vụ anh em. Đây cái khuôn đây, lúc trước thì về lát nhát là một hai cái thôi, đợt vừa rồi mình ôm một lô thì nó rơi khoảng tầm hơn chục chiếc anh em nhé, hơn chục chiếc cái size này, cỡ này. Đấy, cái viền này, viền bó góc này, viền khuôn của túi này, nó làm cho con túi của mình luôn luôn cứng cáp anh em thấy không. Có thể sử dụng quai sách để sách này, các cái chốt đinh này, không một sợi chỉ thừa anh em nhé. Đây cái lớp da anh em nhìn, lớp da bóng mịn rất là đẹp luôn, đúng không? Các cái đầu khóa kéo này cũng đều là tất cả đều là miếng da nguyên miếng luôn. Luôn giữ tôi cái túi mở cái khóa ra đây để cho anh em xem cái phần bên trong. Đây, anh em nhìn nhá, tất cả lớp lót chống nước tất, anh em nhìn thấy không? Lớp lót chống nước tất. Đấy, anh em sẽ đi để đồ không giờ sợ ướt ở con túi này. Đấy, dây đeo, anh em nhìn nó là cái dòng dây rất là mịn anh em nhá, mịn và xịn. Đấy, anh em nhìn thấy không? Những cái hàng mà gọi là nó ít tiền hơn này thì dây nó như thế này anh em nhé. Đây là cái hàng đẳng cấp này, hàng VIP này, anh em nhìn cái dây nó khác biệt rồi đúng không, cái móc khóa nó cực kỳ chắc chắn luôn. Và hiện tại con túi này thì mình đang để cho anh em giá cực kỳ tốt là chỉ có 720.000 thôi anh em nhé. Với con size này bạn sẽ lên form cho anh em xem, 720.000 anh em thấy không. Form này là form túi truyền thống anh em nhé, mãi mãi vĩnh viễn nó như thế này và không bao giờ gọi là mất trend đúng không? Con túi này luôn luôn đẹp, nó không bao giờ gọi là hết trend được, nó là vĩnh viễn và mãi mãi như thế này. Con túi rất là đẹp, không một sợi chỉ thừa anh em nhá. Đẳng cấp luôn. Con này vào store thì cũng phải mấy củ đấy. Hiện tại mình chỉ có bán cho anh em có 720.000 thôi. Ok cho anh em. Và đây là một con túi lớn hơn. Con này thì hình thức giống y hệt anh em nhá, hình thức giống y hệt. Từ cái các cái kiểu may đến các mọi thứ viền viết các thứ nó bo giống y hệt, kể cả quai sách anh em để sách như này, đúng không? Quai sách như này hoặc anh em đeo chéo, cái phần dây đeo nó làm cũng cực kỳ đẹp, giống nhau. Nói chung hai con túi giống hệt nhau. Con này chỉ có một cái là size nó to hơn thôi. Kích thước của size của con này thì luôn sẽ đo cho anh em xem. Chiều ngang nó sẽ là 20 phân. Đấy. Và chiều cao thì sẽ là 26 phân anh em nhé. Chiều cao được 26 phân. Đấy. Tất cả mọi thứ giống y hệt con kia, cũng thiếu logo. Con này hàng về cũng hãng chưa dập logo đây. Cái chỗ này là chỗ nó dập logo này anh em nhé. Ví dụ như Gucci hoặc là các kiểu nó dập vào đây và nó sẽ thành giá mấy củ luôn. Đấy. Hiện tại con này mình để cho anh em là 820.000, size lớn hơn size con kia một chút anh em nhé, để nó sẽ được nhiều đồ hơn. Và dòng túi này đeo rất đẹp. Mình nói chung đánh giá cái dòng túi chú bé Liên Lạc này thì mãi mãi nó cứ theo cái form truyền thống này thì không giờ mất mốt anh em nhé. Vẫn theo mốt anh em này luôn đây. Đấy, ok chưa anh em. Và con túi này đắt hơn con túi kia có 100.000 thôi. Con này hiện tại mình đang để cho anh em là 820.000 anh em nhé, 820.000. Ok anh em, cảm ơn ca sĩ luôn, ca sĩ Châu Kiệt Luân hỗ trợ anh em vào trong cái phần người mẫu. Tiếp theo đây thì sẽ là một con hàng khá là độc anh em nhé. Con này là con đầu đĩa than, mình mới về xong. Anh em thấy nhìn thấy con đầu đĩa than. Con này là cái dòng đời cao chứ không phải dòng đời cổ anh em nhé. Dòng đời cao nó có hay là gì? Dòng đời cao nó tích hợp hai con loa toàn giải, và hai con loa này là hai con toàn giải và nó là loa bầu dục anh em nhé. Hai con toàn giải bầu dục ở hai bên. Đấy, ok chưa anh em? Đĩa than thì chạy được ba loại đĩa anh em thấy nhìn thấy ba kích thước đĩa là size 43, size 45 và size 78 anh em nhé. 45 và size 78. Phía sau thì sẽ hỗ trợ một cái cổng USB này. Cổng USB này mình nhớ không nhầm để chép cái đĩa than để ghi vào máy tính. Cái đấy là phải sử dụng phần mềm thì mình không có anh em nhé, không có phần mềm đấy. Anh em tự mò mẫm thôi. Và một cổng AUX để hỗ trợ anh em kết nối điện thoại, máy tính các kiểu, hoặc là anh em kết nối những nguồn phát khác vào đây để nó phát nhạc ra con này. Nó sử dụng cái nguồn là DC 5V và 1A anh em nhé. Đi kèm cục sạc ở đây. Và anh em có thể cắm được điện 100 đến 240V. Đó là cái dòng đời cao. Tất cả lắp meca thứ còn nguyên bản tất anh em nhé. Còn nguyên bản tất. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Con này mình đang để cho anh em giá chỉ có 3.2 triệu anh em nhé. 3.2 triệu đã có một con mâm than đẳng cấp, chơi loa toàn giải mà cái dòng gọi là dòng bầu dục rồi. Anh em nào thích sưu tầm về để trưng bày thì con này khá là đẹp anh em nhé. Để trưng bày được. Và nó có một cái gì đấy nó khá là cổ kính, nó mang tính chất cổ kính thôi nhưng mà nó là dòng hiện đại. Đây, mình sẽ play thử cho anh em nghe nhé. Đây, đĩa than đang có mấy đĩa đây. Và anh em nào mua máy thì mình sẽ tặng kèm anh em cái đĩa này. Đĩa này mình nhớ không nhầm là nhạc giao hưởng này vậy. Đây, anh em ở đây nhá, anh em lưu ý một chút nhá. Đây. Chúng nó sẽ cần gạt giữ nha anh em nhá. Giữ kim, giữ cần kim này, anh em sẽ mở ra này đúng không? Mở ra anh em sẽ đẩy cái cần gạt này lên này. Đẩy cần gạt này lên, đúng không? Anh em đưa vào đây này.
đĩa sẽ quay đúng không? Thì bắt đầu anh em mình nghe bài nào thì anh em sẽ gạt đến từng vị trí của bài đấy, và anh em cầm gần gạt này em hạ xuống đấy, nó sẽ xuống rất từ từ anh em đây, xuống rất từ từ, rất du dương. Đĩa nhạc giao hưởng em nhé. Cổ kính rất hay đúng không? Tắt nguồn đi. Đấy, cái núm volume này nó sẽ là núm nguồn luôn anh em nhá. Hiện tại con này mình đang để cho anh em là 3.200.000. Ok cho anh em. Rồi. Tiếp đến đây thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một con hàng khá là hiếm trên thị trường anh em nhá. Bạn luôn ra hỗ trợ tớ một tí quay con này cái. Con này chính là con bốt anh em ạ. Con bốt này là AWCCC. Đấy, tên nó hơi lòng hoàng một tí. Thì con này về kèm khiển zin anh em nhá, về kèm khiển zin. Đây bạn đứng bên này của tôi đi. Cầm tôi cái máy quay tôi giới thiệu cho anh em cái. Thì như anh em thấy Bow thì nó là một trong số những cái hãng mà gọi là rất là nổi tiếng ở Mỹ rồi. Nó sản xuất rất nhiều loa đến đồ âm thanh, nó rất là nhiều. Và một trong những cái gọi là ưu thế của dòng Bow này là nó sản xuất được những cái con máy nghe nhạc để đầu giường anh em nhé. Và một trong số đấy chính là con này. Con này đây, tên nó đây. Tên hơi lòng ngoằng một chút đây, mình sẽ lật mặt sau lên. Đây anh em. Con này là con AWRCCCC. Đấy. Con này nó chính là gọi là anh em họ hàng với dòng Broadway anh em nhé. Phía sau này mình sẽ thấy được những cái thông số của nó như kiểu Made in USA anh em này. Made in USA là hàng này là hàng chuẩn Mỹ xuất cho thị trường Nhật anh em nhé. Hàng chuẩn Mỹ xuất thị trường Nhật. Nguồn điện sử dụng là 100V và công suất là 80W là max. Đấy, đây là các cái thông số cơ bản của con này. Anh em thấy không? Phía sau. Còn nói chung con này cũng khá là đẹp anh em nhé. Còn rất là đẹp. Cấu hình con này thì sẽ sử dụng hai con loa toàn giải hai bên và bên trong sẽ là một cái hộp cộng hưởng anh em nhé. Cấu hình nhìn chiều ngang nó anh em sẽ thấy nó rất là sâu đúng không? Nó sâu bên trong là sẽ hộp cộng hưởng bên trong này, là hộp cộng hưởng của riêng hai cái loa. Và chất âm châu Âu thì mình đánh giá là một trong số những con rất là ngon. Con này sẽ có các chức năng như sau. Con này sẽ có chơi đĩa CD anh em nhé, chơi đĩa CD dòng nuốt đĩa, nhưng mà con này cũng bị kén đĩa rồi thì mình sẽ bán cho anh em để anh em về kết nối điện thoại máy tính TV, hoặc anh em nào có nhu cầu mà nghe Bluetooth mà muốn gắn Bluetooth vào trong thì mình sẽ hỗ trợ anh em vấn đề gắn Bluetooth vào trong để phục vụ anh em sử dụng cho thuận tiện anh em nhé. Thật ra để gắn Bluetooth ngoài cũng được thôi, như anh em nào gắn đây, anh em nhìn thấy đang gắn cục Bluetooth đây, luôn quay được đây, đây đang gắn cục Bluetooth ngoài này. Còn không anh em không nhu cầu gắn một cục Bluetooth ngoài này thì mình sẽ hỗ trợ anh em gắn Bluetooth vào trong máy luôn để phục vụ anh em có thể chơi trực tiếp Bluetooth trong máy. Và con khiển zin anh em nhé, chỉnh full chức năng. Em nhìn thấy một con khiển zin đi kèm máy về rất là hiếm bình thường, tại vì con này về kèm khiển rất là khó. Thế nên là đây là một con mà hàng mình đấu giá về được anh em nhé, hàng đấu giá về được, khá là đẹp, chất âm thì cực kỳ ok. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu, giá về cũng khá là cao rồi, tại vì dòng Bow thì anh em biết rồi đúng không, con này để đầu giường gần như ông vua của đầu giường luôn, chơi FM nữa. Con này chơi FM nhưng FM nó chỉ đến 90 thôi, gió cũng không được full hết đài Việt Nam. AM thì mình nhớ nhưng không nhầm thì con này sẽ full giải của AM. Đây. Radio đây. AM sẽ full giải anh em nhé. FM thì sẽ thiếu giải chỉ đến 90 thôi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ chuyển về CD, con CD con này AUX nhá. Đấy, AUX, con khiển này khiển full chức năng này, chạy rất là ok. Có hẹn giờ các kiểu. Thì con này nó sẽ như một cái con để đầu giường rất là đẹp. Đấy, nó luôn dí sát cái màn hình của nó anh xem. Màn hình quắc đèn màu xanh, nói chung là khá là độc và cái phần đen của nó rất là sâu anh em nhé. Thành ra là mình cảm giác cứ như kiểu là cả cái to này sẽ là cái màn hình LCD ấy. Và bên trong này số, nói chung là đẹp. Con này đẹp, mình đánh giá cái màn hình quắc xanh đẹp thật sự luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em nghe chất âm con này nhá. Và giá con này thì là bao nhiêu? Giá con này hiện tại mình để cho anh em giá là 3.500.000. 3.500.000. Và anh em nào có nhu cầu mà cấy thêm Bluetooth vào trong thì anh em phụ giúp mình 200.000, mình chỉ lấy tiền Bluetooth thôi, không lấy tiền công 1.000 nào anh em nhé. Sẽ có Bluetooth bên trong để phục vụ anh em nghe kết nối Bluetooth luôn. Ok cho anh em.
Rồi, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá. Chế Linh Thanh Tuyền, thử xem nghe một cái phần nhạc mà nó tôn lời để xem anh em nghe có vừa không vừa tai. Lời nguyện xin khắc sâu mãi. Rồi, nghe một đoạn ngắn vậy thôi anh em nhé, không sẽ ăn bản quyền với YouTube ngay. Nhưng mà nghe một chút thôi anh em đã thấy đồ châu Âu nó đẳng cấp đúng không? Mà rất là rẻ luôn anh em, có 3 triệu 500 nghìn thôi anh em ạ, cho một combo anh em nghe. Rồi, tiếp đến bên dưới này thì sẽ là cái đống giải mã mà mình sẽ lâu lắm rồi không lên video giải mã cho anh em. Hôm nay mình sẽ cố gắng lên cho anh em một vài con giải mã 24 bit. Chất âm cực kỳ ngon anh em nhá. Thì con đầu tiên là con Onkyo X7, anh em nhìn thấy đây là một trong số những con dòng cao cấp của thằng Onkyo này. Con này dòng kinh điển chứ. Nói là cao cấp thì không đúng, nó là kinh điển thôi. Cũng chưa phải cao cấp nhưng mà nghe rất là hay và nó rất là bền bỉ với thời gian. Con này các chức năng nó như sau: chơi MD, chơi CD anh em nhá. Kết nối điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX. Đấy. Và CD con này sẽ chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn anh em. Lưu ý một chút là với những cái con mắt 213 ấy của thằng Sony ấy thì nó rất là bền với thời gian. Nhưng mà anh em lưu ý một chút là đừng cho cái đĩa nát vào anh em ạ. Đừng cho đĩa nát vào, nó đọc nó sẽ bắn laser căng và nó sẽ dễ chết mắt anh em nhá. Đấy là cái lưu ý với anh em. Giải mã 24 bit chuẩn qua cổng qua. Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX và con này đánh 4 con sò than anh em hoàn toàn yên tâm, nó đánh được cả cặp loa bass 25 cm anh em nhá. Rất là căng. FM thì đủ 108 luôn, dò full đài Việt Nam. Nó là một trong số những cục dàn rất là chất. Anh em có thể mua về để đánh cái loa buxel rất là ok. Hoặc là anh em mua về làm giải mã để cho những cái bộ dàn âm thanh ở nhà thiếu giải mã thì đây là một cái lựa chọn rất là ok cho anh em. Phía sau, đây. Nói chung là đồ của mình bán là những cái con này thì toàn là hàng tuyển thôi, toàn hàng đẹp thôi anh em nhé. Phía sau anh em sẽ nhìn đây. Made in Japan, đập vào mắt luôn, Made in Japan, đúng không? Công suất là 48W điện nguyên bản 100V, đúng không? Kẹp loa đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, trở kháng gần như là full giải luôn, xúc điện out, optical in và out, phục vụ giải mã 24 bit đây. Và con này sẽ chuẩn là giải mã PCM, rất là ngon anh em nhé. Antenna MFM, các cái đường line in line out đầy đủ, không thiếu bất kỳ cổng nào anh em nhé, rất là ok. Hiện tại cái mã dàn này thì mình đang để cho anh em cái cục giải mã này, mình để cho anh em là 1.500.000. Anh em nào mà đang dùng cái cục giải mã mà bé bé như kiểu bao diêm bên này này, mà để giải mã xuống cái bộ âm thanh ở nhà ấy, để anh em vứt luôn đi anh em nhé. Giải mã Trung Quốc này thì mình nói thật là nó chỉ gọi là chống điếc thôi, nó chỉ gọi là chống điếc thôi, chứ còn cái độ âm thanh chi tiết thì mình nói thật nó gọi những cái con một củ rưỡi này là cụ tổ luôn anh em nhé, cụ tổ luôn. Đấy. Hoặc là anh em mình xem mấy cái con vang viết mà nó ghi là 48 bit mới cả 32 bit thì toàn ghi bố láo. Mình nói thật với anh em, những con 32 bit mà giải mã bây giờ chuẩn 32 bit, bây giờ hiện tại bây giờ đang có con giải mã 32 bit đến 48 bit thì cũng có, nhưng mà nếu mà nó chuẩn của nó thì nó phải là nó rơi vào khoảng tầm 20-30 triệu, bình thật 20-30 triệu, nó thậm chí những con 48 bit tầm gần 100 củ anh em nhá, chứ không có 1-2 triệu mà con vang mà tàu lại ghi là giải mã 48 bit với cả 32 bit toàn ghi bố láo hết anh em nhá. Con này chỉ có giải mã 24 bit chuẩn thôi,
và hai thứ beat đã quá đẳng cấp rồi. Hai thứ beat anh em mình nghe những cái bộ dàn âm thanh ở nhà anh em mình mà khoảng tầm 30-40 triệu đổ lại thì mình nói thật là nó cũng vào tầm rất là ok. Còn những cái bộ mà 32 beat mới cả cao hơn nữa thì 48 beat trở lên thì sử dụng những cái thằng mà những cái anh em, xin lỗi anh em nhé, những anh em mà có những cái bộ âm thanh vài trăm củ thì hãng mua những bọn đấy, tại vì nó mới thấy được sự khác biệt anh em nhé. Rồi Onkyo X7 mình đang để cho anh em giá 1.500.000 đấy. Tiếp đến bên dưới thì là một cái mã cao cấp của thằng Onkyo, chính là Onkyo N7 EX anh em nhé, một trong số những con đời cao sử dụng con chip giải mã đời mới nhất của PCM cho chất âm rất là hay và chi tiết, và con này mình đánh giá nó giải mã ra cử cổng quang rất là hay luôn. Hoặc là chơi nhạc trực tiếp từ USB mình đánh giá nó giải mã nhạc MP3 mà cho ra chất âm gần như CD luôn anh em nhé, gần như CD luôn. Các chức năng con này sẽ như sau, chơi MD này, chơi CD này anh em nhé. Băng tần QDAT độc quyền tích hợp sẵn cho con này, công nghệ DOA-Link cũng tích hợp sẵn, và ngoài CD con này đọc được đĩa nhạc thông thường thì nó còn đọc cả đĩa MP3 và WMA. Đấy, và cắm nhạc USB chạy trực tiếp luôn. Thì con này sẽ thiên về, mình đánh giá là anh em nào mà mua về làm giải mã thì con này sẽ đẳng cấp hơn con X7 khá là nhiều anh em nhé. Tại vì nó có cái nhiều công nghệ mới được tích hợp hơn. Đấy, đèn hát xanh rất là đẹp luôn, đúng không? Đèn hát xanh cực kỳ đẹp. Đó. Thùng vách, nói chung là mình bán hàng toàn hàng tuyển thôi. Công suất con này thì cũng rất là lớn, khoảng tầm 60W và điện nguyên bản 100V. Này, con này đời cao, những cái đời chạy USB nó sẽ made in Malaysia hết anh em nhé. Onkyo đều vậy. Súp điện ao có là kẹp antenna FM, kẹp loa đánh loa từ 4 đến 16 ohm. Optical out, cái đường line in out đầy đủ anh em nhé. Và con này cũng đánh 4 con sò than. Đấy, 4 con sò than. Nên anh em hoàn toàn yên tâm là cặp loa bass 25 nó phang tốt luôn. Và hiện tại con này mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Con này hiện tại giá cực kỳ ổn định là chỉ có 2.500.000 thôi anh em nhé. 2.500.000. Anh em nào mà lấy thêm khiển đấy thì thêm giúp mình 150.000 về có thể chỉnh được bát chép con này anh em nhé. Tiếp đến ở đây thì sẽ là con Onkyo V7, một trong số những cái đời gọi là cao cấp nhất của thằng Onkyo, còn chỉnh được bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Đây, bát đây. Bát này, chép này. Ok chưa anh em? Chép này. Super bát này. On nó lên này, đúng không? Bát này. Đấy. 10 đất luôn anh em nhé, 10 đất. Ok chưa? FM cũng dò trực tiếp trên mặt luôn, đủ 108 và dò full đài Việt Nam luôn. Con này là một trong số những con chỉnh tất cả chức năng ở trên mặt được hết. Chức năng con này mình sẽ giới thiệu như sau: chơi MD này, đọc ghi tốt này, CD cũng chạy mắt 213 cực kỳ lành luôn anh em nhé. Con này thì chạy mắt Sanier anh em nhé, còn con này thì chạy mắt 213 của thằng Sony này. Đấy. Cấu hình đánh tốt những cặp loa bass 25 cm. Anh em đi một chút, đánh cặp loa bass 25 cm cho ra chất âm thì khá là chi tiết anh em nhé, khá là chi tiết ở trong con này. Và cục dàn thì rất là đầm, nhất là cái lớp sơn của con này rất là lì sơn, những cái dòng đời này Onkyo V7 made in Japan anh em thấy không. Công suất 55W và điện nguyên bản 100V. Đây là kẹp loa này, đánh loa từ 4 đến 16 ohm, giải loa rất là rộng luôn anh em nhé, 4-16 ohm. Súp điện ao có này, có cầu processor anh em nhé, để phục vụ anh em ngắt mạch cái quality ở máy ra anh em. Những cái con âm ly cao cấp thì sẽ có cái cổng processor này, anh em có gắn equalizer ở ngoài vào rất là ok. Optical in để phục vụ anh em kết nối giải mã từ TV xuống, mà con này cũng giải mã chuẩn 24 bit anh em nhé. Kẹp antenna FM phục vụ nghe đài và các đường line in layout để anh em kết nối từ thiết bị khác hoặc xuất tín hiệu giải mã ra các bộ âm thanh ở nhà. Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em với giá là 1.700.000 anh em nhé, cho Onkyo V7 đấy. Và cuối cùng ở đây thì sẽ là con Denon MS3, một trong số những con đời cao mà anh em rất là thích. Tại vì sao anh em thích? Tại vì nó có cổng USB để phục vụ em kết nối máy tính và sẽ nhận thành sao cạc anh em nhé. Sao cạc rời sẽ tương đương với những con sao cạc rời anh em mua ở ngoài mà cắm máy tính tầm 5-7 củ thì mới bằng con này được. Mà con này giá rẻ bèo luôn anh em nhé. Mọi chức năng con này thì chỉnh tất ở trên mặt luôn, kể cả chỉnh bát chép các kiểu đều ở trên mặt tất. Bát này, chép này, chế độ direct mồm ly chuyên nghiệp này. Đấy, super bass, ok chưa anh em? Đấy. FM đủ 108 cũng dò full đài và cũng dò trực tiếp trên mặt được. Con này thì MD đọc ghi tốt, CD đọc ghi tốt. Anh em biết CD đọc cực kỳ ngon, CD không ghi được. Xin lỗi anh em. Nhiều lúc nói nó bon mồm quá. Và CD con này thì cũng chạy mắt 213. Chạy mắt 213 là dòng mắt khá là kinh điển, rất là lành, nó sử dụng trên rất nhiều cái dòng máy anh em nhé. Nên tại sao mắt 213 nó nhiều? Đấy. Trên thị trường rất là nhiều mắt 213. Công suất là 48W, điện nguyên bản 100V, kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm, phần đối tản nhiệt đây, súp điện out có, optical in và out đầy đủ anh em nhé, giải mã 24 bit, con này cũng chuẩn PCM đời cao, giải mã ra rất chi tiết, antenna FM để phục vụ nghe đài và các cái đường kết nối line in line out đầy đủ anh em nhé.
Hiện tại con này thì bây giờ mình đang để cho anh em với giá cực kỳ tốt là chỉ có 2.200.000 thôi anh em nhé. Denon MS3, một trong số những cái mã anh em trẻ rất là thích. Đấy, tại vì nó có cổng USB kết nối máy tính, nhận định sao cả. Đấy, rất là thích. Ok, thì đây là mấy con giải mã. Và tiếp đến bên này thì sẽ là hai bộ dàn mini mình muốn giới thiệu đến anh em. Thì con đầu tiên là cái mã số 01 này sẽ là một con rất là kinh điển của thằng Kenwood. Con này con Kenwood NDL100 anh em nhé. NDL100, một trong số những mã dàn đời cao, màn LCD có nhạc nước anh em nhé, có nhạc nước, nhảy rất là đẹp luôn. Chỉnh EQ các kiểu, chỉnh EQ super bass các kiểu ở trên mặt luôn, anh em có thể chỉnh được. Volume này, đấy, volume ở chỗ này. Ok cho anh em. Chức năng con này mình sẽ giới thiệu sơ bộ như sau. Tại vì là dòng đời cao nó sẽ có chơi nhạc trực tiếp từ USB anh em nhé. Với những anh em lười ghi đĩa thì đây USB là một cái lựa chọn rất ok anh em. Cắm nhạc vào là chơi thôi. Có giải mã quang, à giải mã digital, nhưng mà nó giải mã qua cổng coaxial anh em nhé. Kết nối điện thoại, máy tính, TV thì qua cổng cũng là cái cổng này ở phía mặt trước dùng chung. Chơi CD, chơi MD, ok chưa anh em. Đấy, chức năng con này như vậy. Đấy. Và ngoài ra thì con này mình sẽ tặng kèm cho anh em cái khiển để anh em có thể chuyển các chế độ tùy chỉnh cho anh em. Được chưa? Chỉnh cái quay laser các kiểu. Thì đấy là cái khiển học mình sẽ tặng kèm cho anh em khi anh em mua bộ dàn này. Đây thì sẽ là một con loa đi thèm theo bộ, đúng nguyên zin. Cấu hình loa thì sẽ bao gồm một con loa bát đường kính 12 cm, dòng gọi là dòng gân là cái dòng lụa tẩm dầu, bền vĩnh viễn với thời gian, dùng 10-20 năm nó vẫn như thế này anh em nhé. Vĩnh viễn, tốt nhất là đừng để chuột cắn thì sẽ không là hỏng. Đấy. Màng thì sẽ màng carbon dòng ngọc trai. Đấy. Bên trên là con chép đôm màng nhựa của thằng Denon và mình đánh giá là cặp loa chơi rất là hay. Con này sẽ chơi cái phòng diện tích 30m² trở về cho chất âm thì nói chung là tương đối hay anh em nhé. Phía sau đây. Phía sau anh em sẽ nhìn tổng thể bộ dàn cũng rất là ok. Công suất của bộ dàn này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V anh em nhé. Đấy. Kẹp loa, đánh loa từ 6 đến 16 ohm, giải loa khá là rộng. PC in là cái cổng kết nối máy tính, nhận định sao cạc rồi, như mình đã nói rồi. Con này thì anh em để mặt bàn vi tính làm việc, kết nối với máy tính luôn thì nó nhận định sao cạc và chơi nhạc lốt led trực tiếp từ máy tính, hay thậm chí nhạc MP3 trực tiếp từ máy tính ra sẽ tương đương với chất lượng CD anh em nhé. Đây cổng sub điện out này và kẹp antenna FM phục vụ nghe đài. Con này sẽ đủ 108 anh em phục vụ em nghe đài luôn. Loa công suất sẽ là 20W một chiếc và trở kháng là 6 ohm, một cặp sẽ là 40W anh em nhé. Thủ thời phía sau, chơi tốt phòng 30m², mình thật là đánh con này được khá là hay. Bây giờ mình sẽ play thử để cho anh em nghe nhé. Chất âm con này. Số 01 Kenwood NDL100 và mình đang để cho anh em cái giá là 2 củ tròn anh em nhé, 2 củ tròn cho bộ Kenwood NDL100. Ok, tiếp đến đây thì sẽ là cái mã dàn số 02, chính là con Pioneer, một trong số con này là con MC5MD. Nó là một trong số những con của dàn chung anh em nhé, của Pioneer. Con này thì mình xin giới thiệu các chức năng như sau. Con này sẽ chơi 3 đĩa CD anh em nhìn thấy, 3 đĩa CD anh em nhé, 3 đĩa CD đọc cực kỳ ok. Nhưng mà thường thì những cái đĩa 1-2 ở bên trên này thì là nó sẽ hơi vấp một chút. Anh em thường sẽ chơi ở cái đĩa số 3 anh em nhé, đĩa là đĩa thấp nhất thì nó đọc CD rất là ok. Đấy. Tại vì những cái dòng Kenwood mà chơi 3 đĩa này nó đều như thế anh em nhé, không một con nào là khác hết. MD đọc tốt anh em. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX, ngoài ra thì có giải mã 24 bit chuẩn anh em ạ. Giải mã 24 bit của thằng Pioneer này anh em biết rồi. Giải mã ra cực kỳ hay, mình nói thật, giải mã rất là hay. Và nhất cái màn hình con này rất là to và sáng đẹp anh em nhé. To và sáng đẹp. Đấy.
Thì đấy là cái chức năng cơ bản của con này. FM của con này chắc chắn là đủ 108 giò full đài Việt Nam luôn anh em nhé. Cục dàn thì khá là to và nặng, to đậm, chạy 3 đĩa CD. Cấu hình loa sẽ bao gồm một con loa bát đường kính khoảng tầm 16 cm anh em nhé, 16 cm, gân cao su zin. Màng nó sẽ là màng gọi là màng carbon màu xanh coban, và cái núm này sẽ in chữ Pioneer cái núm loa, anh em thấy không? Bên trên sẽ là con chép chép giấy rất là to của thằng Pioneer. Hai thụt hơi mặt trước cho chất âm rất là căng. Con này mình đánh giá là một trong số những con dàn chung chơi khá là hay ở trong tầm tiền anh em nhé. Đây. Phía sau đây nhập nó ghi chữ gì ở đây. Ui giời, nó ghi này, nó ghi chữ. Công suất của loa thì sẽ là 50W anh em nhé, trở khá là 6 ohm với một cặp sẽ là 100W, chơi tốt ở những phòng diện tích 40m² trở về. Đấy. Anh em nhìn. Ok không? Thùng vách cũng rất là được đúng không? Cục dàn anh em sẽ nhìn thấy đập vào mắt sẽ là chữ Made in Japan anh em nhé. Made in Japan luôn. Công suất của cục dàn thì sẽ là 98W và điện nguyên bản 100V. Ok chưa? Kẹp loa, đánh loa từ 6 đến 16 ohm, giải loa cũng khá là rộng. Đây là kẹp anten MMM ở bên này. Đây kẹp loa bên trái này, xanh đen đỏ đây. Optical in anh em nhé, optical in và out để phục vụ anh em giải mã 24 bit. Đây, kết nối Smart TV. Và bên dưới này, các kết nối thiết bị bên ngoài qua cổng AUX thì sử dụng cái cửa đường line này hoặc đường tab ở bên dưới anh em nhé. Và hiện tại cái mã dàn này thì mình xin phép để cho anh em giá cực kỳ ok, là chỉ có 3.200.000 thôi. Ok cho anh em, cho một cái bộ Pioneer rất là đẹp đây này. Chất âm ra rất là ok, mình sẽ play thử chất âm cho anh em nghe nhé. 3.200.000. Play thử luôn. Bây giờ mình đang để cho anh em giá bao nhiêu? Mã dàn này chỉ có 3.200.000 thôi anh em nhé, cho một bộ Pioneer dàn chung, chơi rất là ok. Ngoại trừ cái vấn đề là CD của nó có một vài khay hơi kén đĩa một tí, thì còn lại thì anh em nào mà chơi giải mã thì con này cái lựa chọn rất ok. Nó là con size rất là lớn, đánh rất là ngon anh em nhé. Mã số 02 đấy. Mã số 01 là chỉ có 2 củ tròn thôi. Ok chưa anh em? Ở đây mấy cái đống đồ mình xin phép không báo giá lại nữa anh em nhé. Anh em xem video giúp mình. Video mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thứ bảy bên gia đình thật là vui vẻ. Xin chào anh em.